Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo một căn nhà một trệt một lầu, khu vực Phú Quế, phường Trường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Thì cách chợ Cái Răng khoảng 4 km. Thì nhà một trệt một lầu thì diện tích bề ngang là 6m80, chiều vô thì 6m50, thì 42m2, pháp lý là sổ hồng thổ cư. Thì chủ đang có nhu cầu bán. Thì đây là phía trước của căn nhà một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, và cái sân trước rất là rộng luôn. Đó, xe ô tô đậu ngay trước cửa nhà, vô xe đậu ô tô trong nhà thoải mái luôn ha. Một trệt một lầu, hướng này sẽ đi về Cái Chanh khoảng chừng 2 km nữa là tới Cái Chanh, còn hướng ngược lại thì sẽ đi về Cái Răng nha, ra quốc lộ 1 gần trạm thu phí. Đường này là đường Quỳnh Thị Nở, đường lộ giới hiện thời thì là 6m, xe qua lại rất là nhiều. Đường này là đường né phí, thành ra xe qua lại rất là nhiều luôn. Đây là phía trong nhà có hàng rào rất là chắc chắn, sân phía trước rất là rộng rãi, mình có thể kinh doanh gì cũng được luôn ha. Giá dao động sở hữu căn nhà này chỉ có 2.290 tỷ sở hữu ngay. Đây là cái phòng khách và gian bếp thì để gần phòng khách luôn. Đây là cái gian bếp bên đây ha. Nhà vệ sinh thì góc bên đây, góc bên đây là nhà vệ sinh, cầu thang đây ha. Nhà cửa bốn cánh, cửa sổ, màn che cửa đầy đủ luôn. Thì cầu thang lên lầu rất là rộng rãi luôn ha, cầu thang bằng gỗ bên, ta cầu thang nhắn đá nhưng mà tại lan can cầm lên thì rồi bằng gỗ bên ha. Trên đây thì có hai phòng ngủ, một phòng ngủ rất là rộng, một phòng ngủ thì nó cũng tương đối vừa. Thì để quay cái phòng ngủ này cho chị em xem trước nè. Phòng ngủ ở phía trong, trên trần thì đóng trần xốp nè, cửa phòng là cửa gỗ. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm đến căn nhà này thì mình đến coi thực tế. Phòng ngủ ở phía trước này là rất là rộng luôn, có hành lang ban công phía trước luôn ha. Đây, đứng góc đây quay gần bển. Phòng ngủ phía trước này bề ngang 3m, chiều qua khoảng 6m8 nha. Đó, rất là rộng không nè, cái cửa mở ra nè ha, trên trần nè, nhìn qua rất là rộng. Từ bển qua đây có thể mình đông chia ra hai phòng ngủ được luôn. Đây là phía trước của căn nhà ha. Xe qua lại rất là nhiều, thuận tiện mua bán kinh doanh đa ngành nghề được luôn. Thì để xuống dưới cho quý cô chú anh chị em xem cái đường đi ra luôn ha. Đây là nhà vệ sinh trên lầu ngay góc cầu thang lên. Đó, đây là nhà vệ sinh. Diện tích là bề ngang là 42m. Tổng diện tích trên giấy là 42m. Sử dụng một trệt một lầu là 82m2. Pháp lý là sổ hồng thổ cư, một trệt một lầu. Giá dao động sở hữu chỉ có 2.290 tỷ sở hữu ngàn căn nhà. Đường lộ giới trước nhà thì xe qua lại rất là đông, thuận tiện mình kinh doanh đa ngành nghề. Để lên tắt cái đèn quên nữa, thuận tiện kinh doanh đa ngành nghề cái nhà này luôn, ở mua bán nhỏ lẻ gì ha. Thì với cô chú anh chị em nào quan tâm thì mình đến coi thực tế căn nhà. Khi gửi gặp chủ mình thương lượng mua bán chỉ có 2.290 tỷ là sở hữu căn nhà này, thuộc quận Cái Răng, phường Trường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Xe chạy qua lại rất là nhiều. Số nhà là 396 à. Phú Quế, Cái Răng. Nó xe qua lại thì nó rất là đông luôn. Xe chạy xèo xèo xèo, hai bánh bốn bánh gì đi rất là nhiều luôn á.
hướng này sẽ đi ra cái răng nè. Giá chỉ 2 tỷ 290, sở hữu ngay căn nhà một trệt một lầu, đường rộng rãi thoải mái, cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 6 km tới trung tâm thành phố Cần Thơ. Nhà cửa khu vực này rất là đông luôn. Video xin chào, hẹn gặp lại những video sau. Xin cảm ơn rất nhiều nha. Số điện thoại 0396 40 00 40 sẽ dẫn quý vị đến xem mình đi coi nha. Cảm ơn.